Xin chào các bạn, mình là Các Khô, chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của Fortnite. Ok, hình như không có tập nào là mình không xuống Lazy Link thì phải. Thế là mở đầu tập này chúng ta lại xuống Lazy Link. Và đây là đầu xe nên mình nghĩ là sẽ khá là đông đây. Mà chưa chỉ kịp quay lại xem. Sơ sơ qua mới thấy có hai thằng thôi. Ta phải lượm cái rừng này nhanh nhanh mới được. SMG, ngon đấy. Và hai quả bom nhảy. Shotgun please. Oh no. Oh, đây có shotgun. Good good good. Tức là dàn súng ban đầu như vậy là quá ngon rồi. Mình còn có giáp nữa chứ. Oh my god. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã phù hộ. Rồi, chúng ta có quả bom nhảy rất là ngon á. Rồi, các bạn ở đâu hết rồi? Rừng này có gì nào? Oh! Giá như mình để dành cái giáp lúc nãy thì mình được 100 giáp rồi, buồn quá. Nhìn sơ xem mà nó ở đâu. Ui, không đông như mình nghĩ nhỉ. Bình thường chỗ này là phải gọi là náo loạn luôn á. Náo loạn cung đình. Các bạn đâu hết rồi? Hello. Hello, where are you? Ok, kéo bố vào nó. Nếu mà nó không xuất hiện chúng ta cứ tranh thủ đi farm đồ. Thằng nào đấy? Shit. Có bom nhảy dính cả mình nữa. Hai thằng cùng nhảy. Oh no. Oh shit. Oh my god, chém chết. May quá sao nó không. May sao quả sau nó thọc hụt, nó không là mình toi rồi. Oh my god. Mà thằng này lắm lắm đồ hồi máu quá. Oh my god, nó còn gì cả dàn hồi máu nữa kìa. Kinh nhờ. Oh my god. Cảm ơn anh bạn. Rồi, mình đã lượm lật chán ở đây rồi các bạn, vẫn không thấy một thằng nào nữa. Hình như đây nó chỉ có một thằng hay sao. Mà rõ ràng lúc nãy mình thấy cũng khoảng ít nhất phải 2-3 thằng rơi xuống đây. Không biết bọn nó đi đâu hết rồi. Hay là bọn nó, một là bọn nó giết nhau hết rồi, hai là bọn nó chuồn rồi. Ồ, đây còn cái rương vẫn chưa mở ta. Là giáp nó, mình có bao nhiêu là giáp luôn. Oh god. Trang bị cận răng luôn rồi. Rồi, lúc nãy có một thằng vừa nhảy dù ở đây. Không biết nó có nhảy đến chỗ mình hay không. Nó kìa. Nó ngay trên trời. Á chà chà. Lại đây với anh nào. Bắt đầu rồi. Ngay dưới chân mình. Cảm ơn mày đã cho tao khẩu Ska, ngon. Thằng này nó đến nó tình nguyện hiến dâng cho mình khẩu Ska. Ok, anh bạn tốt. Cảm ơn bạn. Rồi, đứng vào đây chán quá bạn ơi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đi quanh quanh đây xem có thằng nào không. Mặc dù mình vẫn là đang ở trong vòng nhưng mà ngồi một chỗ chán lắm. Mình không muốn kem một chỗ nữa. Oh my god. Giáp. Khẩu Slurp và khẩu shotgun nâng cấp. Oh boy. Nay số mình có vẻ hên vãi nhỉ. Tuyệt vời. Tiếp tục lướt bánh nào. Hello. Thường là cái chỗ cái hồ này lúc nào có người luôn. Lúc nào mình chạy ra cái chỗ hồ này cũng có người, 100% có người. Từ từ, có một thằng nhảy vô. Để xem nó có nhảy ra chỗ mình không. Nó kìa. Wait. Sao mình có cảm giác là chúng. Rồi nó đã hạ xuống rồi, chúng ta bụp nó. Oh shit, say you hit. Mày. Chết mày đi. Oh my god, bắn khỏi jump gun này sướng quá, nó cứ đục 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 xong rồi. Đối phương chết.
Trận rồi cũng thiệt hại phết đó, mất bao nhiêu giáp, nhưng mà không sao, chúng ta có đầy đầy gọi là hồi máu luôn, hồi giáp luôn. Thằng này có gì hot không? Ô, thằng này có khẩu heavy shotgun cho em xin. Ok. Rồi, ngoài ra cũng không có gì hot lắm. Lượm luôn cả cái khẩu súng ngắm này nè. Mình đang tập bán súng ngắm vào này. Nên là khi nào thi thoảng có súng ngắm mình muốn lượm. Ô, trước mặt có mày em. Hụt. Oh my god, hụt. Nó nhảy xuống à? Cái này cứ xây một tí là nó nhảy đâu mất tiêu. Ăn cho gần vào mặt đi. Mày giỏi lắm. Oh shit. Oh what? Nó nhảy xuyên tường. What? What the hell? Thằng này nhảy xuyên qua cái tường, cái sàn mình xây luôn. Thật là khốn nạn. Right. Nhưng mà nó có hồi máu. Tuyệt vời. Sao bọn này thằng nào cũng có slurp nhỉ? Slurp giờ nó phổ biến vậy á. Đấy, được. Đi qua đây lại mà thôi cũng lượm được 3-4 em. Ngon. Rồi, mình nghĩ là chúng ta sẽ ghé ngang qua cái tiêu tiệt này để xem có thằng nào trong đây không. Thường á, trong đây lúc nào cũng có người. 99,99%. Chỗ này đông lắm. Vẫn chưa thấy bóng dáng em nào. Men mà nhiều cái xây vậy. Nhiều cái pháo đài xây đây vậy. Có một thằng. Oh shit. Có một thằng bắn lén đằng sau. Oh my god. Mày giỏi bắn lén lắm con ạ. Xém chết. Đó rồi. Sao này bọn này cứ xây được một tí xong rồi. Xong thôi là sao? What the hell. À nó đang ở dưới đấy gì. Chết mày đi. God damn it. Tội. Giờ bắn lén tao. Mà dàn súng của mình giờ ngon lắm rồi. Giờ chắc chả nâng cấp gì nữa đâu. Ôi nhưng mà nó rớt một khẩu súng xanh. Khẩu súng xanh màu xanh. Rồi nâng cấp phát. Yeah. Mạnh hơn được tí. Rồi chúng ta chạy vào tiêu tiệt thôi. Mình biết chắc chắn là trong đây có một thằng. Đó. Hai thằng đang bắn nhau ở đấy. Ok. Hai thằng đang chiến đấu. God damn it, bắn tỉa mãi không trúng cái nào. Chạy tới chơi bọn nó đi. Mình chỉ được cái đánh gần nữa bạn ơi. Chứ mình đứng xa bắn tỉa của bắp lắm. Một thằng vừa bị ngã xuống. Và thằng kia chắc đang hồi máu ngay đấy. Chúng ta chạy ra bắn đánh lén nó cái. Cái này gọi là cuộc tình T3 đấy. Chuyên gia là cá khô. Mày thật là tội nghiệp, thật đấy, tội lỗi bọn nó. Cho xin khẩu súng ngắm nhé. Ở đây có khẩu bazooka các bạn ơi, nhưng mà mình đang muốn làm cái nhiệm vụ súng ngắm á, nên mình không lượm khẩu bazooka lên. Thường là lúc nào mình cũng lượm bazooka lên. Hello, trong đây còn ai không à? Còn ai thì lên tiếng đi à. Cái này là cái súng mới. Yeah, cái súng dây thừng mới. Yeah, chúng ta lấy nó xài thử. Cái súng này hay lắm. Bắn dây thừng xong kéo mình lên như kiểu tạc răng. Mình thích lắm. Đấy, chà. Có thằng nào đặt giáp đây, thật là khốn nạn. Mình tưởng ta sẽ mắc bẫy à. Đừng mơ đi. Rồi, mình nghĩ là chúng ta sẽ đợi đây một lúc. Có mười mấy giây thôi, để xem cái vòng tròn tiếp theo nó như thế nào. Rồi mình sẽ di chuyển sau. Ok. Là mình phải chạy rồi. Đã đến lúc sử dụng cái súng kéo dây. Oh my god, dùng cái súng này thích vãi các bạn ơi, có cảm giác rất là đã. Hình như có bọn đánh nhau, bắn nhau ngay trước mặt mình.
trời ra bắn lén nó mất. Ok. Đó, các bạn thấy là mình đang làm cái nhiệm vụ á. Nên mình mới lượm súng ngắm lên và chúng ta đã hoàn thành được hai cái nhiệm vụ tuyệt vời. Chứ mình không thích bắn súng ngắm lắm đâu. Oh, có một thằng dưới này. Ấy trời trời. Mà mình không biết là nó ở dưới này. Nó đang hồi máu. Ôi khổ thân nữa vậy. Ô vậy mà cái thằng nãy nó đứng ở trên mà nó không bắn chết thằng này đi á. Oh my god, chỉ còn một thằng nữa thôi, một thằng ở trên núi, nó ở trên núi. Oh my god, mình ghen mấy thằng ở trên núi vãi lìn. Đánh nó khó lắm. À. God damn it. Hôm nay mình lượm khẩu BZK thì ngon rồi. Chúng ta có nên bắn cái này lên không? Oh! Ngu rồi! Oh my god, con ngu không biết xài rồi. À, may quá, mà mình có cái lọ ngọn lửa. Ôi, hồi máu thế. Rồi, oh! Thằng ấy biết ngay mà, thằng ấy thằng nó cũng bắn mình. Rồi, cái ngọn lửa này nó hạ xuống chúng ta sẽ được hồi 50 máu. Rồi, trong lúc mình hồi máu mình chịu khó phải phải xây để đỡ đạn thôi chứ sao vậy? Mày đâu? Mày bắn nó đi. Mày bắn nó đi, mày bắn nó đi. Mày, oh my god. Bắn nó đi. Con gọi bắn nó đi. Hình như có vẻ nó sợ là sao? Nó sợ mình bắn tiền đó. Thằng khốn nạn. Rồi chúng ta đầy máu này. Good good good. Và cái vòng tròn mới. Oh, nó vẫn ở trên núi. Oh my god, để mình thử lên bụp nó cái. Xem như nào. God damn it, mình ghét mấy thằng. À, mình ghét mấy thằng ở trên núi với lìn. Bởi các bạn thấy là mỗi lần mấy thằng ở trên núi mình ngại đẩy bọn nó. Đẩy nó khó cực kỳ luôn đó. Thử lại lần 2 xem. Oh my god. Khó chịu vậy. Cái thằng khốn nạn. À, mình nghĩ là chúng ta cứ cắm ở dưới đây đi. Đợi cho vòng tròn thay đổi. Chứ giờ mình không muốn đẩy lên trên đấy nữa. Nó bắt đầu chạy rồi. Chúng ta chưa tranh thủ cơ hội bụt nó. Yes. Oh my god, nó có cái súng. No. Fuck. Nó có cái bazooka. Fuck. Biết vậy hôm nay mình lượm cái bazooka. Oh my god. No 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 no. God damn it. thua một cách nhục nhã. Thằng này cũng có 8 kill à? Bằng mình. Man. Mình rất xin lỗi các bạn, mình không thể thắng được cái trận đấy. Mình hơi thiếu kinh nghiệm một tí. Ok, trận tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái chế độ mới, vừa mới phát hành thôi. Chế độ ngắn hạn. Đó là cướp két sắt thì phải. Ở trên bản đồ có 4 cái két sắt á, chúng ta phải đến đấy để mở két sắt ra. Lượm cái kim cương và sau đó đem cái kim cương về cái xe tải là chúng ta sẽ chiến thắng. Cái này là squad các bạn ơi, nhưng mà mình chơi một mình để mình làm nhiệm vụ á. Mình không, tất nhiên là mình không mong là sẽ thắng, nhưng mà mình chỉ muốn làm nhiệm vụ thôi. Đấy, chúng ta sẽ nhảy xuống cái khu rừng tên là Wailing Good. Chỗ này rất ít người xuống dưới đây lắm, nên là mình hy vọng là chúng ta có thể nhiệm vụ là mở cái két sắt để lượm cái này 5 lần, lượm cái kim cương 5 lần. Không cần thắng. Nên là mình chỉ mong sao chúng ta lượm được cái kim cương thôi. Chứ mình không mong gì nhiều. Rồi. Oh shit, đấy có nhiều thằng xuống vãi. Rồi chúng ta không thể xuống dưới đây rồi, chúng ta chạy ra xa xa tí. Oh man. Đúng là bọn nó có cái sắt ở đây có khác nên bọn nó xuống đây nhiều, chứ bình thường chỗ này ít người xuống lắm. Đấy, xem cái này có gì. Cũng được. SMG với lại khiên. À giáp. Ngon đấy. Đã có thằng bắn nhau rồi. Đấy, chúng ta chặt tí cây rồi tranh thủ chạy ra cái sắt này. Mà cái sắt 30 giây nữa nó sẽ đến. Oh my god, bọn nó bắn nhau kịch liệt vậy. Đấy, đây là điểm của nó đây đúng không? Chúng ta việc đợi chỉ việc cắm ở đây. Oh, hai thằng đã bắn nhau nằm ở dưới đây rồi. What the hell? Bọn nó bắn nhau chết ở dưới đây rồi. Kinh, bọn này đã cắm ở đây rồi.
5 4 trước mặt có thằng. Nó xuống rồi các bạn ơi. Tuy nhiên mình nghĩ là chúng ta không nên mở. Mình muốn đợi cái thằng đấy nó ra đây. Mình muốn cho nó mở. Mở cái sắt nó rất là lâu. Mình rất dễ bị bắn lén, thế nên mình sẽ cho nó mở và sau khi nó mở xong mình sẽ bắn vào mặt nó. chúng ta lén lút. Lén lút tiền sau nó. Không nó phát hiện. Oh boy. Yes. Yes, mở đi con. Nó mở một phát là nó mở xong một phát là mình sẽ giết nó luôn. Oh shit, có thằng đằng xa có thằng. Mở đi. Oh my god, có một thằng. Oh shit, thằng này mày bay đâu ra vậy? Thằng khốn này. Yes. Yes, chúng ta làm được nhiệm vụ rồi. Good. Bây giờ chết không sao. Ok, và nếu mà mình đeo cái con lạc đà đó bạn, chúng ta được hồi máu, hồi giáp mạnh quá. Mày thằng kia định làm gì? Mày đi làm gì tao hả? Biến đi. Có thằng kia cũng đang chạy đến. Ấy chà chà. Oh god. Mình ghê. Mình không ngờ chúng ta có thể bục được bao nhiêu thằng này. Có đây mục tiêu duy nhất của mình chỉ đến để cướp cái kim cương này xong chết thôi, nhưng mà không ngờ là có bao nhiêu thằng ngu chạy đến. Ok. Đấy, được đấy. Oh my god, và nó đã hồi một máu gần đầy cho mình rồi. Oh my god, con lạc đà này ngon vậy. Đấy, nó lượm súng thôi. lượm hết súng rồi. Mà mình có cả súng ngon nữa chứ. Heavy hạng nặng, drum gun, AR, cả súng ngắm nữa. Oh my god, vô tình lượm được cái bình chăng? Đấy. Mà nếu vậy thì chúng ta thử chạy đến cái xe tải luôn nhỉ? Để thử thắng xem có được không? Yeah, chạy ra cái xe tải. Oh man. Mình thích con lạc đà, cái con lạc đà cái là chúng ta đeo nó chúng ta được hồi máu hồi giáp. Oh my god, sướng vãi. Ngon vãi. Nhưng mà cái điều đi rất là chậm, đi như con robot. Rồi mình nghĩ là chúng ta cần né tất cả mọi người ra, không để ai phát hiện. À và nếu như mình đeo con lạc đà thì mình sẽ bị đánh dấu trên bản đồ, bọn nó sẽ biết được vị trí của mình. Nên là sẽ rất là nguy hiểm. Vì bọn nó sẽ đến cướp. Nó có bắn mình không? Hình như không. Ok, kẻ đó. Nếu không bắn mình là được. Nó bắn nhau kẻ đó. Ôi giời ơi, bọn mày bắn nhau kinh vậy. Rồi chúng ta cứ thẳng tiến thôi. Không quan tâm đến ai hết. Chỉ còn 3 cái xe tải nữa. Tại sao lại chỉ còn có 3 cái xe tải? Mình đã có 4 cái xe tải chứ. La 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 la. La 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 la. Wow, what the fuck? Thằng nào bắn lén tao vậy? Sao nhiều bọn bắn lén vậy? Mày thích cái gì? Mày thích bắn tỉa gì? Oh what? Sao lại hút được ta? Đó là mình canh ngay mặt nữa. Thích chơi à? Thích chơi à? Chết mày đi. Drum gun của tao là số 1 nhé. Rồi không sao. Mất giáp nhưng mà tí con lạc đà sẽ hồi đầy giáp cho mình mà. Ôi lạc đà thân yêu, thích vãi. Rồi mình đã thấy cái xe tải các bạn ơi. Cái bóng cái kinh khí cầu màu trắng á, nó ngay trước mặt. Yes. I am Thái Thỏ. Giờ này mình thấy nhiều người Việt Nam chơi game này vãi. Hình như trận nào cũng thấy người Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta phải xây một cái cầu thang lên cái xe, tại vì cái xe nó nằm trên không, thế mới khốn nạn. Và chúng ta bỏ cái con lạc đà vào cái xe là chúng ta thắng. Come on, cố lên, yes, cố lên. Oh yeah. Đừng thằng nào bắn tao xuống. Please, đừng thằng nào bắn tao xuống. Please. Oh my god. Đừng bắn. Oh no. Say kiểu gì? No, what the fuck. No, nó bắn mình à. Oh shit. Fudge. Xem thắng. Tại mình xây ngu vướng hai cái tường nữa không là thắng rồi. Điên tiết thật.
Lần này chúng ta sẽ chơi bốn người. Mình muốn là nhảy xuống cái chỗ màu vàng á, nhưng mà bọn nó không nghe, bọn nó đòi nhảy xuống cái màu cái chỗ retail á. Và đúng như mình nghĩ, bọn nó đã chết rồi kìa. Bọn này ngu lắm, nhảy chỗ vắng không nhảy, nhảy ra cái chỗ đông người, thế nào tím chết hết thôi. Ok, đội bốn người nhưng mà chúng ta đã chia đôi. Mình đi đến cái chỗ này, còn bọn nó ba thằng đấy ở chỗ kia. Right. Oh yeah, lúc nào mình cũng lượm được SMG là sao ta? Oh, mình nghe tiếng. Oh shit, what the hell? Cái thằng này nó lên đây từ lúc nào vậy? Oh, và nó có cả cái súng súng dây nữa kìa. Ok. Right. Hình như nó cũng chơi chiến thuật giống mình sao? Một mình lén lút. Rồi giờ chúng ta sẽ chờ cái két sắt này xuống để lấy. Đừng thằng nào bắn tao nhá. Right. Oh shit, biết ngay mà. Nó đã bảo đừng thằng nào bắn tao rồi. Rồi thằng đồng đội thứ ba đã toi. Rất tiếc. Tên tên tên. Đó, đó. Và các bạn thấy là mở cái này rất là lâu. Nếu mà không cẩn thận là sẽ bị bắn lén. Right. Good good good. Nào bây giờ chúng ta lượm súng và chuồn. Rồi có một cái xe tải ngay cái hồ. Liệu rằng chúng ta có thể đi đến đây không? Oh, đừng bắn nữa. Ta xin mày á, đừng. Bọn nó đứng ở bên kia núi kìa. Cái bọn này máu lắm. Đang muốn cướp cái con lạc đà của mình. Có giỏi đến đây mày, đứng đây bắn làm gì? Nó bắn đấy giờ không trúng phát nào chứ. Rồi, một mạch chạy đến cái xe tải, không nhìn ngó gì hết. Không bắn nhau với thằng nào hết. Tất nhiên thằng nào chặn đường mình phải bắn nó rồi. Rồi, mình không ngờ là chúng ta có thể chạy được đến đây mà không một thằng nào, và không gặp một thằng nào luôn. Rất là an bình. Ok, cái xe tải trước mặt thấy rồi. Ok. Tưởng mất máu chứ. Và đã có thằng xây sẵn cầu thang lên rồi. Và không thằng nào bắn bẻ. Và là mình nghĩ là chúng ta có vẻ an tâm đấy. Please. Đừng thằng nào bắn bẻ tao. Đừng nào thằng nào bắn bẻ cầu thang. Rồi, mình phải dùng cái súng này đi cho nhanh. Thật chó. Oh my god, súng cái xe đã vậy. Nhìn kìa. Thích vãi. Boy. Rồi, đứng đây không với tới. No. Tuyệt vời. Một mình căn tim. Thực ra cái chế độ chơi này cũng dễ các bạn ơi, nó không khó như mình nghĩ. Và các bạn thấy là để thắng rất là nhanh. Chúng ta chỉ việc lấy cái con lạc đà và bỏ vào cái xe, thế là xong. Nhiều lúc chả cần bắn ai nữa. Nếu như bạn thích video này, các bạn nhớ like mình. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.